thiệu anh. Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái video về dung hợp. Ok, đây là tất cả đồ mình đã có để dung hợp. Rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ đầu, từ lợi hái trước nha. Đó, tiếp theo là quần là trượng. Trượng ai vậy nha bạn? Đây, đã thành quần trượng ai vậy rồi. Tiếp đến, chúng ta tiếp tục là quần trượng nha. Không biết lên được gì đây. Hiếm. Chúng ta đã được quyền trụng ai vệ hiếm nha. Tiếp theo sẽ là áo giáp vàng. Chậm thôi cho người ta đọc xem là cái nó tạo ra là cái gì. Đây, khi áo giáp vàng lên được tốt. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Được khá là mạnh. Wow. Được dung hợp hai lần liền. Rồi, tiếp theo sẽ là áo choàng bóng ma. Đó, mạnh phết đó nha. Vẫn tiếp tục là áo choàng bóng ma. Vẫn giống như cái kia đó các bạn. Tiếp theo sẽ là áo choàng hư vô. Tốt. Đó, tiếp tục sẽ là nhẫn cấu nha. Đó, chỉ cần 3 trang bị giống nhau thôi là dung hợp được nhé. Đó. Tiếp theo là nhẫn sói. Mình cầu mãi được nhẫn sói đó các bạn. Tí nữa là thấy nhẫn sói được lên rất là mạnh luôn. Là nhẫn sói tốt nha. Tiếp theo sẽ là nhẫn sói hiếm. Đây, mình sẽ dung hợp cho thành hiếm nhé. Cái này nó sẽ đầy đủ lên tận sử thi hoàn hảo luôn đó các bạn. Chưa hết đâu các bạn. Đây, thuộc tính mới là cơ hội chí mạng nha. Đó, tiếp tục dung hợp lên nha. Nó đến cả sử thi cổ điển luôn ý. Mình chỉ biết đến sử thi cổ điển. Đây, những lá sử thi nha. Tăng tăng tăng. Đây, giờ sẽ dung hợp lên sử thi hoàn hảo. Dung hợp. Đó, sử thi hoàn hảo cho mọi người. Được khá là nhiều vàng. Rồi. Chào, mình sẽ dùng hợp nhẫn chim ưng. Nhẫn chim ưng nha. Nhiều quá các bạn ạ. Nhớ ta đọc. Rồi. Đi. Cái đến là nhẫn mãng xà. Đó, nó có thuộc tính mới đó. Tiếp đến, vẫn tiếp tục là nhận mãng xà thường. Nhận mãng xà tốt, các bạn có thể biết. Rồi. Tiếp theo là nhận bò tót. Đây. Đây là một trang bị mới nhá. Đó, sát thương đám đông. Thế mình sẽ dùng hợp lễ hái. Phù thủy lễ hái. Tốt. Đây, thuộc tính mới nha. Vẫn còn không mọi người, chưa hết luôn đấy. Tiếp theo là vòng rửa. Ở đâu, là vòng thay tia đốt chứ. Đó, nó được thiếu khá là lâu luôn ấy, 1,8 giây. Đây, ra tay tốt hiếm nha. 2 giây luôn nha mọi người. Tức là bằng luôn cả cái 6 bức khả chấn bạn. Tiếp theo sẽ là mề đai. Mề đai gì đây nhỉ? Mề đai chân thần nha. Không biết các bạn có thuộc tính mới gì đây. Wow.
nó còn nữa cơ. Mình sẽ dung hợp mề đay cứng cỏi nhá. Mình Wow. Vẫn còn nha các bạn ạ. Mình sẽ tiếp tục dung hợp luôn cái này để xem nó được lên đến bao nhiêu là tối đa nhé. Nhớ mà mọi người. Cuối cùng là mía chân thần. Mình nghĩ là cũng chưa hết đâu các bạn. Wow. Ôi, hết rồi. Tiếp ba mọi người. Từ từ đã, tiếp theo chúng ta sẽ tháo gỡ nha. Chỉ đến là tháo gỡ. Tháo gỡ thì mình sẽ tháo gỡ lưỡi cưa nha. Rồi, tháo gỡ lưỡi cưa. Còn một cái thôi. Thôi mình sẽ làm trong video sau nhé mọi người.